Thì đến với câu hỏi thứ ba, bạn Trang Trần có gửi tin nhắn vào cho fanpage của công ty du học Tân Đại Dương như sau. Xin chào, em đang học lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn với điểm số khá. Em muốn hỏi về chi phí du học lớp 12 là bao nhiêu ạ? Em có người bác ở Manitoba nhưng vẫn còn phân vân không biết nên ở nhà người thân hay ở ngoài. Mà nếu ở ngoài thì ở theo dạng gì và chi phí như thế nào? Anh chị công ty tư vấn phí cho em để em biết được chi phí học tập và sống tại đó nhé. Em xin cảm ơn. Chào em Trang. Thì khi mà em có ý định đi du học Canada thì đầu tiên em nên chuẩn bị tinh thần là sẽ sống xa gia đình và phải học tính độc lập dù rằng là em có sống với người thân hay không. Trong thời gian đầu em học tập tại nước ngoài, em có thể ở nhà người thân để mà thích nghi với môi trường bên đó và tìm hiểu về cách đi lại bằng phương tiện công cộng, mua hàng hóa hoặc là tham gia các hoạt động giải trí ở đâu, vân vân. Khi mà đã thích nghi rồi thì em có thể là tiếp tục sống với người thân hoặc di chuyển ra bên ngoài và ở theo dạng là homestay hay còn gọi là nhà người dân bản xứ, hoặc ở ký túc xá với điều kiện là trường có. Ở ký túc xá hoặc là ở homestay thì em sẽ có cơ hội tương tác với sinh viên quốc tế nhiều hơn, hoặc là tương tác với người dân bản xứ. Nhờ vậy mà em sẽ học hỏi được nhiều điều và cải thiện vốn tiếng Anh nhanh hơn. Về phần chi phí thì học tập theo dạng là trung học phổ thông đối với trường công lập bang Manitoba thì sẽ dao động ở mức là từ 11.500 đến 14.000 đô la Canada trên năm. Đối với trường tư thục thì khoảng độ từ 14.000 đô la Canada đến khoảng 20.000 đô la Canada. Đối với trường nội trú thì bao gồm ăn ở luôn thì khoảng 30.000 đến 35.000 đô la Canada một năm. Chi phí ăn ở theo dạng homestay khoảng từ 600 đến 900 đô la Canada một tháng, hoặc là chi phí ăn ở theo dạng ký túc xá 8.000 đến 12.000 đô la Canada một năm. Thì em có thể là truy cập ngay vào fanpage của công ty du học Tân Đại Dương để mà hiểu rõ hơn về những cái chi phí này em nhé. Mình hy vọng là bạn Trang Trần đã có được những thông tin hữu ích để mà trang bị cho mình trước khi du học Canada nhé. Thì đến với câu hỏi thứ tư, thì từ một bạn có tên là Hồ Hoàng Gia Bảo. Thì năm nay Bảo 20 tuổi và đang học năm 2 cao đẳng ngành điện công nghiệp tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn đi du học Canada và sau này làm việc tại đó. Vậy em nên chọn bang nào để dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình? Em cũng muốn nói thêm là gia đình em không có đủ điều kiện tài chính cho em, nhưng ở Canada thì em có ông nội và bác em sẽ lo cho em. Vậy ông nội đã già và nghỉ hưu, còn bác em thì đang làm hãng. Vậy thì em nên chuẩn bị những giấy tờ như thế nào ạ? Thì về vấn đề của em Gia Bảo thì là gia đình không có đủ điều kiện về mặt tài chính, cho nên là em khi đi du học thì em có thể là nhờ người bác hoặc là ông nội hoặc là cả hai lo chi phí cho em đều được hết. Em cũng chưa xác định được là nên chọn bang nào, thì công ty khuyên em nên ở cùng cái bang mà người thân là bác và ông nội của em đang ở để mà tiết kiệm về phần chi phí. Vì bác và ông nội lo chi phí du học cho em luôn nên là về phần anh ở cũng phải hỗ trợ. Ông nội đã già và nghỉ hưu nhưng khi có tiền để dành trong ngân hàng thì phải bổ sung là xác nhận số dư trong ngân hàng hay còn gọi là bank statement. Bác thì làm hãng thì bác cần phải bổ sung xác nhận về phần công việc, rồi xác nhận lương tháng và bản khai thuế năm, bank statement cùng với bằng chứng chứng minh về mối quan hệ giữa em và bác. Và để chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và rõ ràng thì em nên mang hồ sơ trực tiếp của mình lên công ty để công ty định hướng về phần hồ sơ của em rõ ràng hơn, để em biết được rằng là em cần phải bắt đầu từ đâu và sẽ chuẩn bị những cái giấy tờ gì ha. Thì tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ 5 của bạn Nguyễn Văn Sáng, có gửi email về cho công ty Tân Đại Dương với nội dung như sau. Xin chào công ty, em muốn hỏi về cách chứng minh tài chính khi đi du học Canada. Nhà em có 4 kiosk tại chợ Kim Biên và tất cả đều cho thuê với giá tầm 5 triệu một tháng cho mỗi kiosk. Ngoài ra, ba mẹ em có may tự do ở nhà nhưng không có giấy phép kinh doanh. Số tiết kiệm thì chỉ có 800 triệu và một căn nhà hiện đang ở. Vậy thì với nguồn tài chính như vậy thì có khả quan không? Và chuẩn bị hồ sơ ra sao? Em mong công ty phản hồi sớm. Em xin cảm ơn. Bạn Nguyễn Văn Sáng thân mến, thì với thu nhập của nhà em là cho thuê là 4 kiosk tại chợ Kim Biên với giá là khoảng 5 triệu đồng một tháng, thì tính ra là khoảng độ là 20 triệu một tháng cho 4 kiosk. Vậy thì vẫn chưa đủ để mà chứng minh tài chính, vì vậy thì cần phải có thêm nguồn thu nhập khác nữa. Như là em nói là ba mẹ em có may tự do nhà nhưng mà không đăng ký giấy phép kinh doanh, hay còn gọi là đơn giải trình về phần thu nhập của ba mẹ.
để mà cộng vào nguồn thu nhập từ việc cho thuê. Bên cạnh đó thì cần phải có những hóa đơn, biên lai chứng từ hay là biên nhận cho thuê để mà hồ sơ thêm phần thuyết phục và chặt chẽ. Về hồ sơ của em thì em mang trực tiếp lên công ty để bên công ty tư vấn hỗ trợ và định hướng kỹ lưỡng hơn nhé. Bởi vì khi mà em nói là nhà em có cho thuê, chị cũng không biết là nhà em cho thuê với những cái điều khoản hoặc là điều kiện cũng như là hợp đồng cho thuê đó có được công chứng hay không. Cho nên là tốt nhất em mang trực tiếp lên bên công ty để bên công ty định hướng rõ ràng hơn ha. Tiếp theo là câu 6 từ bạn Ngọc Lan. Thì em đang tìm hiểu về việc đi du học Canada và chồng em sẽ đi theo phụ thuộc và ở cùng em cho tới khi em hoàn tất khóa học. Vậy công ty Tân Đại Dương có thể tư vấn kỹ hơn cho em về vấn đề này được không ạ? Khi mà em muốn đi du học và chồng của em đi theo thì chồng của em có thể nộp đơn xin visa theo dạng là visa du lịch. Thì tùy trường hợp hồ sơ của chồng em như thế nào mà visa được cấp dài hay ngắn. Nếu mà chồng em có công ăn việc làm ổn định, mức thu nhập khá cùng với nguồn tài sản ví dụ như là nhà, đất hoặc xe hơi thì khả năng có visa rất cao. Và thời hạn visa sẽ phụ thuộc vào thời hạn passport mà chồng của em nắm giữ. Cho nên là về vấn đề này chồng của em vẫn có quyền nộp đơn xin visa đi theo nhưng dưới dạng là visa du lịch em nha. Thì để biết thêm về học phí các trường tại tỉnh bang Manitoba, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Địa chỉ của công ty chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Số điện thoại 0838484879 hoặc địa chỉ ở chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 0838382080 hoặc chi nhánh tại Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0583514036 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn để tìm hiểu thêm các thông tin về tỉnh bang Manitoba và các trường đại học tại đây nhé. Và lưu ý là Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh ở Nha Trang, không có chi nhánh tại Hà Nội. Xin chào các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.